sẽ là map thi đấu Vikendi. Được, đây là map thi đấu Vikendi duy nhất trong ngày thi đấu hôm nay. Một map thi đấu có rất nhiều, với việc là công trình rất là dày đặc, với các đội tuyển nó sẽ lựa chọn cho mình những cái tình huống, những cái khu vực loot như thế nào đây. Có lẽ vẫn sẽ là những khu vực quen thuộc mà thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đến với đường bay của ngày hôm nay. Nó bắt đầu từ khu vực Zabava và kết thúc ở khu vực Hot Spring. Một đường bay không quá khắc nghiệt dành cho các đội tuyển. Những khu vực Dino Park hoàn toàn có thể được khai thác nếu họ có thể tìm kiếm được xe và di chuyển tới. Tiếp tục đang là chiếc máy bay. Trong khi đó chúng ta nhìn qua một chút về vị trí nhảy của đội tuyển. Vâng, EFQ không biết là họ có muốn, hình như là không muốn nhảy khu vực server Factory rồi. Có lẽ sẽ tiến ra khu vực Tova, Dino Park mà thôi. Một vài đội tuyển họ đã xuống máy bay khá là sớm. Có vẻ như đó chính là vị trí của Firulove. Sẽ là khu vực Zabava. Vâng, bây giờ trên màn hình của chúng ta đã là phút thi đấu thứ 2 và đội hình của EFQ họ đang bay ngang với các thành viên bên phía team EVS Assassin. Trong khi đó thì ở khu vực Hot Spring có vẻ như đây sẽ là V-Gaming và V-Signature. Aeros sẽ hướng ra khu vực Winery và FFQ sẽ là khu vực Dino Park mà thôi. Trong khi đó thì khu vực Summer Factory sẽ thuộc về bên phía của 14 Quảng Ninh. Magic thì cũng đang có mặt ở gần đây. Vâng, đội hình của bên phía team V-Signature thì họ vẫn đang kiểm soát khu vực Hot Spring. Trong khi đó Vonova có vẻ sẽ thuộc về cho Aeros. Còn vị trí của V-Gaming cũng đang hướng đến đó là khu vực Winery, Summon Factory thuộc về cho 14 Quảng Ninh. DOT họ sẽ kiểm soát khu vực vị trí của Peskova. Còn Cosmodrome thuộc về Gundermaster. Zabava thuộc về cho Firelove. Rick sẽ thuộc về cho bên phía Infinity IQ. Còn Gloria sẽ thuộc về cho Talenti. Castle có vẻ như đang là đội hình bên phía team Hải Phòng Legion. FFQ họ đã bắt đầu sử dụng xe để di chuyển rồi. Và khả năng họ sẽ tiến ra khu vực Dino Park để có thể tiếp tục lột đồ. Khi mà ở thời điểm hiện tại thì khu vực của họ vẫn đang gần với khu vực của EVS Assassin. Và như lượng đồ vẫn chưa thực sự là quá nhiều. Có lẽ tiến ra những nơi khác và tiếp tục có thêm cho mình lượng đồ sẽ là tốt hơn cho FFQ. Một đội tuyển mà ngày thi đấu hôm nay họ cũng đã có được 2 top 1. Rất bùng nổ. Không biết là ngày thi đấu hôm nay thì liệu sẽ có một top 1 thứ 3 hay không? Trong đó thì chúng ta nhìn thấy là các thành viên của EFQ họ đã di chuyển 4 người trên một xe. Quay trở lại vị trí Cantra đang thuộc về cho bên phía TV Signature. Đội tuyển này thì có lẽ cơ hội cho họ lọt vào top 16 để đến với Việt Nam Final gần như là chính thức kết thúc rồi. Sẽ là rất khó. Và có thể nói là đã kết thúc rồi. Bởi vì chúng ta chỉ còn game đấu này và một game đấu nữa mà thôi. 2 round nữa là tuần thi đấu thứ 3 của chúng ta sẽ kết thúc. Và rõ ràng thời điểm hiện tại thì V-Signature, cái thứ hạng của họ nó không mang lại cho họ quá nhiều hy vọng. Tính thời điểm hiện tại, gao hồng của AMC cũng như chiếc của Boom có vẻ như bắt được chiếc của rồng. Nhưng rồng mới là người sấy trước, cấu đi một chút máu với chiếc của gao hồng. Đây sẽ là tuyển đẩy lên vụ tầng 2. Rồng vẫn đang rất cẩn thận, anh ta sấy được một, sấy hai, sấy hai và đến chiếc của rồng. Và sẽ là hai mạng luôn. Vâng. Anh Shipper thân thiện à? Rồng là một trong những player mà có kinh nghiệm thi đấu và cái nhà này nó chỉ có một đường lên thôi thì ngay lập tức các thành viên bên phía Crazy Dog họ bắt được các thành viên AMC. Còn đây Crocodile có lẽ sẽ là dấu chấm hết dành cho player này khi ba người của AMC đang bị lùa. Ngay lúc chiều anh ta là focus ngược lại vị trí Crocodile nhưng có cho mình khoảng 46 đến từ vị trí Crocodile. Ở đây rồng anh ta có một pha 1v2 thành công rồi và cơ hội cho Crocodile đến đây có lẽ là kết thúc rồi khi đang bị khép góc bởi vị trí ở chiều. Vâng, sẽ khó dành cho Crocodile mà thôi. Pharaoh cũng đang ở vực mạng trên. Ngay lập tức sẽ là mạng dưới vị trí quan trọng. AMC dừng lại quá sớm vị trí top 16. Và mở màn là tình huống công lên khu vực nhà nhưng lại bỏ lại hai người. Như vậy và đội hình của Crazy Dog họ đang đứng trước cơ hội để có thể lọt vào trong top 16 và góp mặt tại Việt Nam Final một lần nữa chăng? Cơ hội của họ đã đứng là rất lớn khi mà Gunner Master một đội tuyển đứng ở trên đội hình của Crazy Dog đang thi đấu chật vật trong ngày thi đấu hôm nay. Cái xe này nó mắc rồi. Thôi đừng cố nữa. Thôi. Ô, nếu mà cái xe nó mắc ở đây mà dùng bom thì xe nó có xuống không anh? Có xuống em, nhưng mà cái xe nó còn có nửa máu thôi thì em lấy cái xe đấy làm gì nữa. Xây 45 viên là nổ xe rồi, em dùng bom em lấy xe xuống. Nó không giống như kiểu máy tính. Máy tính thì em còn dùng nét em lấy xe được bởi vì nó khó nổ. Nhưng mobile mà em dùng nét để cẩu xe xuống thì thôi bay luôn cái xe đấy luôn chứ còn gì nữa. Có lẽ sẽ là bỏ xe và Magic ở thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang có cho mình một khu loot đồ khá là rộng mà đây thôi. Đây là vị trí của hầm ở trong Vikendi, đây là hầm thính. Hầm thính. Bình thường là player chỉ có thể loot được một cái thính thôi, vào hầm đấy nó sẽ có hàng trăm cái thính cho em loot.
Thế mà em ở Vikendi em chưa giờ vào được vào Thế cái khu à? đấy luôn. Thế thì chắc là những người chơi với em không có tâm rồi, em phải tìm kiếm Không, những thường người chơi thường là có em tâm. không nhảy ở Vikendi nhiều lắm, thi thoảng mới vào được một map Vikendi Bọn thôi. anh chơi là mặc định đầu tiên sẽ đến hầm, hầm mà À. có người thì chặn hầm. Đấy, Thường mặc thường là định là em đến hay hầm. nhảy ở khu vực villa hơn. Quay trở lại với bên phía của Matrix thì tính đến thời điểm hiện tại họ vẫn đã có một khởi đầu khá êm đềm mà thôi. Crazy Dog đã có được 4 kill sau khi họ clear hoàn toàn đội hình của AMC. Còn lại các đội tuyển thì họ vẫn chưa có tình huống đụng mặt nhau quá đã sớm. Vẫn sẽ là giai đoạn loot đồ. Và nhìn qua về lượng đồ trang bị trên người của Marco thì giáp 3, mũ 2, ba lô 2, 3 first E, 2 Warrior, 4 Lon Painkiller. Rất giàu đến từ thành viên của Matrix. Vâng, quay trở lại vị trí của Ghe thì các bạn thấy là anh này cũng player này cũng đang rất giàu. Một set đồ mà phải quay hòm. Đấy, nó vài củ, set đồ này đắt bằng một set đồ ngoài đời, nếu mà set đồ hàng hiệu luôn. Wow. Đồ Vậy trong luôn. PUBG Mobile này nó đắt, còn thậm chí đắt hơn cả đồ thật bên ngoài, ví dụ như ở set 3B. Em quay ở trong game có thể mất mấy triệu nhưng mua bên ngoài chưa chắc đã đến giá đấy. Toàn rất chơi của chúng ta với những set đồ rất là đẹp Ui, luôn. nhưng mà pro player em thấy không? Ai cũng đều có đồ xịn, súng xịn nha. Kể những khẩu súng level 7 như kiểu là súng của Higa dùng ấy. Quay một khẩu đấy phải mất 20 triệu. Ủa. Full level 7, quay ra đã còn dễ, quay ra còn dễ hơn là việc em nâng cấp súng. Quay ra là mất 3 đến 4 triệu thôi, nhưng để mà nâng cấp được lên level 7 tầm phải 20 đến 40 triệu, thậm chí có những người quay 100 triệu chẳng ra được đủ level 7. Đúng là những tình huống gọi là Yêu ui game, yêu game, yêu nghề. Và bây giờ đến Marco anh ta có được chuyện mạng của Jack thành công rồi. Và IG Esports mất đi vị trí của Jack. Đội hình ở bên phía team Matrix thì họ vẫn đang tăng tăng để có thể có được cho mình chức vô địch tuần thứ 3. hơi lỗi, Jack pha vừa rồi anh ta đứng hơi lỗi và bị các thành viên của Matrix bắt được. Bây giờ vị trí của Kingman chắc chắn là sẽ không tấn công sang phía bên kia đâu. 1v3 vẻ hơi khó, hai thành viên còn lại vẫn đang ở khá là xa so với vị trí của Kingman. Họ đã mất một người trước đó rồi, phốt e cũng đã chưa có, bây giờ mới chỉ có ba lô 1 và mũ 1 mà thôi. Thì việc mà solo với phía bên kia nó sẽ không phải là một quyết định đúng dành cho vị trí của Kingman. Sau đó thì đội hình của bên phía IG Esports họ chỉ còn 3 người đến từ vị trí của Sunoa cũng như là vị trí của quân 1v4 thôi. Số nói ta đã có cho mình một khẩu M4 rồi cùng với cả 4 phớt E thời điểm hiện tại. Nhưng đội hình của IG cũng đã mất một người và họ đang bị chia lẻ ra. Sẽ hơi khó để có thể đối đầu với bên phía của Matrix United, một đội tuyển mà đang có phong độ rất cao cùng với kỹ năng cá nhân cũng rất là ghê nữa, nằm trong top đầu. Kin 2K2 đang đụng độ với thành viên của Gunner Master, chắc chắn là ta sẽ bị đốc với tình huống này mà thôi. King J là người đã làm tốt cho tình huống vừa rồi, sẽ ngay lập tức có mạng con phẩm. Nhưng King anh ta đang bị bắn vào một đứa khác từ Fire Love và ngay lập tức phải chạy vào trong khu nhà của mình, vẫn chưa thể clear, vẫn chưa thể confirm được mạng của Kin. Trong khi đó thì ở đây Lộc Ismi anh ta đang có một cái tình huống di chuyển bọc ra và số 1 đâm thẳng vào vị trí nhà các thành viên bên phía team Gunner Master. Liệu có một tình huống bắt được người đến từ đội hình của bên phía team Fire Love hay không đây? Team Gunner Master họ cũng đang chuẩn bị gắn gió. Đây là đội tuyển đứng trước cơ hội có được cho mình cái cơ slot thứ 16. Nhưng Fire Love họ đang cố gắng gắn gió các thành viên bên phía team Gunner Master. Đó là một tình huống sấy khá là tốt. Phía bên này thì Moon đang tiến ra và Thiên cũng đã confirm lại của King. Trong khi đó thì Native đi đâu của chưa cá Gunner Master họ liên tục hạ gạt giò các thành viên bên phía của đối phương. DLT ở phía bên ngoài thì một người cũng đã bị nốc trước đó. Ui, vậy là từ nãy giờ số kill của Gunner Master họ làm được thì đều bị các thành viên DLT họ thịt hết. Thậm chí là DLT họ đã có được chuẩn bị 4 kill rồi. Fire Club mất đi 3 người. Đội hình của Gunner Master mất đi 1 người. Vâng, Gunner Master là người làm nhưng người được hưởng lại biết của DLT. Trong khi đó thì đội hình của Fan Club họ chỉ còn một mà thôi. Một mình vị trí của lớp Ismi và năng là anh ta sẽ chạy trốn khỏi khu vực này và cố gắng kéo với top cao nhất cho đội của mình. Chưa thời điểm hiện tại trước mặt của anh ta đang là quá nhiều người. Chỉ một tình huống đứng hở thôi là ngay lập tức sẽ bị clear đội hình mà thôi. DLT sau một farm họ lưới khá là dài thì có được 4 kill ngang bằng so với bên phía Crazy Dog. Matrix mới chỉ có cho mình 1 kill mà thôi. 15 team và 55 player còn sống bắt đầu đến với phút thi đấu thứ 10 trận đấu rồi vẫn đang là vòng bo đầu tiên. Ui Taka, anh ta bị cấu đi rất nhiều máu. Đó sẽ là tình huống sấy nóc từ Suna nhưng đang bị bắn đến từ khác. Đó là sang sang của Talenti. Và khả năng là hơi khó để cho vị trí của Taka rồi, anh ta cần sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình. Trong khi quân 1v4 cố gắng di chuyển sang để có thể cứu vị trí của Suna. Và bây giờ cũng có lẽ sẽ là dấu chấm hết dành cho đội tuyển bên phía Talenti thôi. Khá là bất ngờ khi mà ngày thi đấu cuối cùng này rất ít những tình huống mà bắn theo dạng phá game đến từ các đội tuyển. Chủ yếu là chọn một những cái lối chơi xanh chí và họ đang tận dụng cơ hội ở trong những giải đấu lớn để có thể tích lũy kinh nghiệm cho những giải đấu tiếp theo. Vậy là Taka cũng đã bị confirm nhưng Lộc Ismi thì anh ta đã bị phát hiện tầm nhìn rồi, khả năng sẽ phải bị clear. Đã nhìn thấy chữ Leo, sấy chưa? Chú chưa thấy sấy Leo. Đây, 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 đây.
ở đây rồi. Ui, vâng, cuối cùng thì clear thành công đội hình của Fire Club. Vâng, vậy là Fire Club họ dừng lại ở top 14, à 15. 15. Chúng ta chỉ có 14 team thôi. Một những lượt trận mà thi đấu đang cực kỳ nhanh đến từ các đội tuyển. Và rồi là vẫn hơi chắc cú nhưng không sao, anh ta vẫn hạ gục thành công thành viên bên phía của đối phương. Phía bên này thì Quân 1v4 với chị Usunoa đang là những người gặp nguy hiểm. Pino sẽ confirm thành công cái mạng này và giúp cho bên phía của Talenti họ có được kill đầu tiên. Phía bên kia thì liệu có sai không đây? DLT cá đang là nguy hiểm, Thiền đang cố gắng cover nhưng họ vẫn còn lại cho mình khá nhiều người. Gunner Master bắt đầu trả cho mình những quả smoke ra để có thể có thêm một khoảng trống để di chuyển vòng bao đầu tiên của chúng ta. Và vòng bó thứ hai của chúng ta nó kéo lên khu vực rìa bờ biển. Chúng ta hãy nhìn đi, đây là 14, 12 đội tuyển họ đều đang tụ ở khu vực giữa vòng bò rồi. FQ họ sẽ chọn cho mình lối chơi rìa bò, trong đó VGaming họ sẽ kiểm soát khu vực Winery. MK14 cùng đó 60 viên đạn 7, có cúp 8, ba lô 3 đến từ cái thính này. Những cái thính khá là ngon, nhưng đội tuyển nào phải có màu xanh blue thì mới có thể khả năng loot cơ. Và trên màn hình của các bạn là bên phía của DLT Chun. Smoke được trả ra như Gunner Master thì cũng đã di chuyển trong khu vực nhà của mình rồi. Đây là chiếc máy bay đi gieo thính khắp bản đồ. Như các bạn đã thấy, cái thính tiếp theo, Matrix họ đã có cho mình được một kill. Thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có 14 team mà thôi. Lại là một khẩu MK nữa luôn. Hai khẩu MK trong map thi đấu VKD này. Một khẩu, hai khẩu MK cùng với set đồ 3 như thế này thì Silent. Anh ta bị bắn đâu chứ Leo. Tình huống mà hơi chần chừ để di chuyển chiếc xe của mình. Chưa có một pha confirm khi mà anh ta cũng đã bỏ vào trong khu vực nhà của mình rồi. Ghe cũng đã có được cho mình mạng White So Easy và ngay lập tức đó tìm confirm luôn vị trí của White So Easy. Đội hình của DOT họ đang muốn vào ăn các thành viên bên phía team Gunner Master khi liên tục có những tình huống knock out. Bây giờ Chun anh ta bị mòn bắn yếu nhưng không sao. Khi mà DOT họ đang có một trận thi đấu cực kỳ bùng nổ với 5 kill và liệu có được thêm cho 3 kill nữa để có thể làm tròn thành 8 hay không? Hai team đang quay. Vẫn đang quay. Thiền anh ta cũng đã can thiệp được trong tình huống này với tình huống mà phi xe vào mà thôi. Đấy sẽ là một pha mà DOT họ sẽ quay khu vực bên ngoài. Leo đang cố gắng ném nét vào trong khu vực trong. Những cá đã bắt đầu đẩy vào rồi. Chun knock out vị trí của Silence nhưng đã có được mạng trả lại đến vị trí của Cap One. Silence đã bị knock không, anh ta bị confirm vị trí của Leo với tình huống bắn nét rồi. Đây sẽ tình huống mà 4v2 sẽ hơi khó dành cho Moon cũng như vị trí của Cap One. Trong đó thậm chí Gunner Master họ đang không có được cho mình những quả lửa để có thể ném nét thẳng ra sau lưng đồng đội của mình luôn đến từ vị trí Cap One này. Ôi, ông này bị làm sao nhỉ? Vâng, và Moon thì anh ta đã bắt đầu phải sử dụng cắn máu rồi. Tiếp tục vào những quả lửa cũng là nét được ném ra đến từ vị trí của Cap One. Anh ta đang cố gắng làm cái điều gì đó cho đồng đội của mình chăng? Leo và Thiên, những người đồng đội bên phía của DOT thì vẫn đang ở khu vực phía dưới, họ muốn đẩy lên nhưng vẫn là rất cẩn thận. Ném lửa lên luôn cho nó chắc. Trong diễn biến khác thì Zico đã phải nằm xuống bởi vị trí của Marco. Phút thi đấu thứ 14 của trận đấu. Vòng bò thứ hai đã còn thời gian delay là 11 và bây giờ DLT họ đã bắt đầu tràn lên đội hình bên phía Gunner Master. Đội một người được bắn chéo đến từ đội hình Gunner Master. Ngay từ đó là một đổi hai nhưng bây giờ liệu có lát đời không đây? Bên phía DLT tràn lên để cho Gunner Master clear hoàn toàn. Và đó là 4 kill dành cho Gunner Master. Một tình huống kê crossfire hoàn hảo dành cho Gunner Master. Và cứ tưởng là bên phía của DLT họ sẽ có được thêm 3 kill nhưng không. Và Gunner Master họ nói không, họ có luôn cho mình được 4 điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi, một kết thúc rất bất ngờ mà thôi. Có vẻ như DLT sau trận đấu ngày hôm nay họ cần phải ngồi lại với nhau để có thể bàn bạc lại. Một tình huống mà họ đã dồn được hai thành viên của bên phía team Gunner Master vào một góc. Nhưng tới lúc đó thôi thì họ lại không có một quả nết nào để hạ gục cho mình được mạng của đối phương. Trong những tình huống tông công nhà như vậy, 3-4v2 rồi đã xác định được vị trí đối phương, xác định về số lượng người thì chỉ cần 3 thành viên thôi. Trong khi đó một người ở bên ngoài sẽ có trách nhiệm là ném nết lên. Vâng, và chúng ta chỉ còn lại 13 team và 44 player thời điểm hiện tại. Trên màn hình các bạn là VGaming. Thời điểm hiện tại thì họ vẫn đang ở khu vực rìa bò và không có quá nhiều những vấn đề dành cho đội tuyển này khi mà họ cũng đã có cho mình được cái top 1 trong cái thi đấu hôm nay và vẫn đang bám đuổi sát các thành viên ở top 3 trên bảng điểm tổng. Big Dad 14 Quảng Ninh di chuyển chung với răng xuống nơi mà họ đáp đến vì có Eros bắn vào chịu F1 tiếng răng xuống mới là người bị nốc. F1 mới là người mà tốt hơn cái xóm bây giờ mới tiếp cận và anh ta liệu có làm được gì hay không cùng với chị của Santi. Chưa có một tình huống confirm nhưng khả năng sẽ đủ thời gian để có thể cứu được người đồng đội của mình. Nhưng gai xóm tiếp tục bị đốc về chị của Dali. Đó là tình huống mà Dali bắn vô cùng dữ luôn. Tiếp tục là nét được xấy ra những khó cho Big Dad rồi. Ketty đang muốn đẩy ra và đội hình của 14 Quảng Ninh họ bị clear hoàn toàn bởi bên phía thành viên Eros và ngay lập tức Eros họ lại có một trận thi đấu tốt nữa rồi. Điểm qua một chút về team Tracker thì Crazy Dog có được 4 kill, Eros có được 4 kill, Gunner Master có được 4 kill, Magic United có được 3 kill và lại một cái thính Groza. Talenti có được 2 kill, 1 kill dành cho IG Esports.
Vâng, một vòng bò mà tất cả đội tuyển họ đều đã tụ ở khu vực ở giữa và chỉ cần đụng nhau thôi ngay lập tức sẽ là những tình huống combat. Trong khi đó thì EQ họ đang chọn cho mình phương án bắn rìa bò. Ở đây thì đội hình bên phía Eros vị trí ở Phước Ti, Kenty và F1. Họ cũng đã có cho mình được 4 kill trong một tình huống công vừa rồi. Thực ra thì đơn giản thôi, Eros họ đã xử lý rất là tốt trong pha vừa rồi và ngay lập tức có cho mình 4 kill clear thành công đội tuyển 14 Quảng Ninh. Và thính của chúng ta có một khẩu Groza, một set đồ 3 cùng với một 60 viên đạn 7. Một cái thính không biết là liệu các đội tuyển của chúng ta có mặn mà để tiến ra và lút cái thính này hay không. Vòng bó tiếp theo chúng ta chuẩn bị có và để xem nó sẽ giật về bên nào và nó giật về trung tâm của vòng bó trước. Không có quá nhiều sự bất ngờ cho các đội tuyển. VGaming, Hải Phòng Legion, FFQ đang ở khu vực rìa bờ chắc chắn thôi. Họ sẽ di chuyển ở sâu bên trong. Và ở thời điểm hiện tại thì các đội tuyển họ vẫn đang khá là tập trung ở khu vực hướng 7 giờ. Post Photo, đây là nơi mà rất nhiều đội tuyển họ đã có mặt đây. V-Signature, Eros, EVS Assassin, Magic và Infinity IQ. Vâng, Peskova đang là một cái thành phố mà không đội tuyển họ muốn di chuyển đến nữa. Khi mà ở trong map thi đấu trước có tới 12 đội tuyển họ di chuyển ở Lolanet và cuối cùng chẳng có một đội tuyển nào di chuyển ra khỏi Lolanet được. Và ở bên phía TV Gaming thì họ đang cầm chân các thành viên của Hải Phòng Legion. Hay không, đây là một tình huống mà họ chỉ di chuyển chung nhau thôi. Chiều những pha mà đội hình của VGaming phát hiện ra vị trí của Hải Phòng Legion. Hiện tại VGaming họ đang kém bên phía team Magic 40 điểm tròn trước khi trận đấu này diễn ra. Và một trong hai đội tuyển này nếu mà có được cho mình top 1 thôi, nếu mà đội hình của VGaming có được cho mình một trận đấu top 1 thì đó sẽ là nới hẹp khoảng cách lại. Trong khi đó thì bên phía team Magic họ có được cho mình thêm một trận đấu top 1 thì khoảng cách giữa họ với VGaming cũng sẽ rộng hơn. Và ở đây thì bên phía của team EFQ họ muốn công vào Talenti chẳng và ngay lập tức Chopper bắt đầu bị focus bởi các thành viên bên phía team Talenti rồi. Một tình huống scout cực kỳ kinh nghiệm đến vị trí của Chopper. Và anh ta vừa lấy thêm thông tin nhưng vẫn an toàn để quay trở về với những đồng đội của mình. Hiện tại thì FFQ họ vẫn đang ở khu vực rìa bo. Vì vậy nên thi đấu rất cẩn thận và kinh nghiệm đến từ Chopper mà thôi. Ngày hôm nay thì họ cũng đã có cho mình hai cái top 1 rồi. Vẫn cần nhiều top 1 hơn để có thể có được một cái thứ cao hơn trên bảng tổng điểm. Nhưng mà để cho họ có thể vô địch tuần thi đấu thứ 3 thì có vẻ như vẫn đang khá là khó dành cho đội hình của FFQ. Vâng, FFQ họ đang có nghĩ có lẽ là bây giờ với những đội tuyển mà ở trong top 8 thì họ sẽ không tập trung quá nhiều trước vô địch tuần nữa. Anh nghĩ như vậy và họ đang muốn dành vào cái vòng Việt Nam Final hơn. Và ngày thi đấu hôm nay thì mong rằng các đội tuyển của chúng ta sẽ tập trung cao độ hơn để mang lại cái điểm số cao hơn dành cho những người đồng đội của mình. Sang San thì hiện tại cũng đã có một set đồ 2, 5 phất E, 4 lon Warrior và 3 lon Penkiller. Lượng đồ nó rất nhiều nhưng liệu anh ta có làm gì đây không? Chopper vẫn tiếp tục đi scout với chiếc xe màu xanh của mình, ba lô con gà, cute mà thôi. Phút thi đấu thứ 18 rồi, đã có tới 4 đội tuyển bị clear hoàn toàn. Trong đó cái thính này thì đội hình bên phía LQ họ khai thác hay không đây? Cánh phải vẫn đang là các thành viên bên phía Talenti. Cái thính đã có người loot rồi. À, nhìn ra có người loot. Ôi, vẫn liếm nhẹ bộ đồ cỏ đến từ vị trí Chopper. Bộ đồ cỏ trong map Vikendi thì nó cũng... Nó có một cái hay em, đấy là bộ đồ cỏ này thì nó sẽ làm ẩn đi cái ba lô của em. Em đỡ phải vứt ba lô trong những tình huống bò cỏ. Đấy. Nhưng nếu mà bộ đồ cỏ màu trắng nó sẽ là hợp lý hơn. Còn bộ đồ cỏ đúng màu vậy. Nâu thì trông hơi nâu hốp. Bộ đồ cỏ màu trắng nó rất là hợp với cả map Vikendi luôn. Vikendi cũng có những bãi cỏ màu nâu nha, nhưng nó rất là hiếm. Đúng, nó rất là ít so với cả là nó còn tiết. Nó không dày được như cả map khác ấy. Quay trở lại với bên phía của VGaming thì họ vẫn đang đối mặt với các thành viên của Magic United. Đây cũng là một cây cầu mà Magic cậu đã rất nhiều lần cam ở đây rồi. Giữ chân các thành viên của đội tuyển khác để xem sẽ vòng bóng tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng Chopper thì anh ta vẫn đang mải mê với cái thính này. Ôi, em nghĩ là bây giờ đang suy đi tính lại em nên loot gì chăng? Loot xong rồi chứ nhỉ? Đang nghĩ lại, đang quay lại lấy đồ. À, đây là lấy khẩu MK đến từ vị trí Chopper. Đang nãy là đang đếm đạn đấy. Vậy bây giờ quay trở lại vị trí của Brick bên phía team Magic United thì họ đã có được 3 kill. Wow, bắt đầu focus ra đến vị trí cao rồi. Top Beryl đến từ vị trí cao luôn. Thực sự đây player mà còn về kỹ năng cá nhân của anh ta quá cao. Thậm chí nếu mà so sánh cao về kỹ năng cá nhân còn nhỉnh hơn cả Marco với cả Ghe luôn đấy. Thật tuổi sự về kỹ năng cá nhân đúng vậy. Còn về kinh nghiệm thì chắc chắn còn bằng rồi. Hoặc là về độ khôn lỏi thì Ghe và Marco như không có gì những con cáo rồi. Và vòng bo tiếp theo chúng ta nó giật thẳng lên khu vực hướng 12 giờ. Các đội tuyển sẽ di chuyển vào trong bo mà thôi. Nhưng rõ ràng một vài đội tuyển ở khu vực hướng 7 giờ cũng như là hướng 9 giờ. Đây là cái góc mà đang có rất nhiều đội tuyển ở trong đây. Có lẽ chỉ một vài ít phút nữa thôi thì sẽ có tình huống đụng mặt nhau. Hải Phòng Legion đang ở khá xa bo. Thính tiếp theo chúng ta một khẩu M249, một set đồ 3, một giảm thanh cùng với 100 viên đạn 5. Vâng, bây giờ chúng ta nhìn thấy đó là vị trí các thành viên bên phía team Magic United. Bây giờ thì họ cũng đã có những tình huống di chuyển trong bo rồi.
Và có thể thấy là các thành viên bên phía team Uay và quay trở lại khu vực này, bên phía team Hải Phòng Legends đã bắt được vị trí Miun bên phía của team EVS Assassin. Và bây giờ điểm qua một chút về team Checker thì Crazy Dog đã có được 4 kill, Eros có được 4 kill, Gunner Master có được 4 kill, Magic United có được 3 kill và 2 kill dành cho Talenti cũng như là 1 kill dành cho IG Esports. Vậy là Miun đã bị confirm ở vị trí của Liều. Pha vào đội hình bên phía của EVS Assassin họ bị chia ra. Trong khi đó thì Hải Phòng Legends vẫn đang còn cho mình cả 4 thành viên. Vẫn đang focus ở phía bên kia. Physic Nature thì hiện tại họ vẫn đang còn 4 người và chưa có bất kỳ một kill nào cả. Một vài đội tuyển đã mất người từ sớm như IG chỉ còn 1, Gunner Master còn 2, Talon còn 3. Infinity IQ cũng còn 3 và EVS Assassin còn 2 nữa. Sau đội tuyển còn ít người trong những vòng boss sau họ vẫn cần nên cẩn thận hơn. Trong khi đó thì Kingman anh ta đang đứng trước một cơ hội là phải nằm xuống chăng. Khi là Pino cũng như là Luca đang có 2 thành viên ở đây để kê lại. Đã có tình huống xả súng đầu tiên, Kingman anh ta bị có một chút xíu lượng máu. Vẫn lại chỉ có Luca đang muốn đẩy ra khu vực ngoài. 1 vs 1 và chắc chắn rồi, IG họ bị clear hoàn toàn ở vị trí top 12. Vâng, các thành viên bên phía Talenti nhìn qua một chút, họ cũng đã có được cho mình 3 kill ở trong giai đoạn này. Trong đó thì Magic đã bắt đầu bị focus bởi các thành viên bên phía của cánh phải là ai đây? Eros F1 sấy nổ xe vị trí vướng và tiếp tục là Kaido hạ gục cho mình được mạng Ben PV Gaming. Đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp cho vô địch tuần và ngay lập tức Zini có được mạng của Liều cho diễn biến khác. Mang thi đấu vào đội hình của bên phía Vinci chờ họ cũng đang bắn vào đội hình bên phía team Hải Phòng Legend cũng như là EVS Assassin. Vâng, đặc biệt là Hải Phòng Legend cũng như EVS Assassin đang ở ngoài khu vực bo. Trong khi đó người đang cam ở rìa bo là bên phía của Vizic Nature. Rõ ràng là sau tình huống mà đội tuyển số 5 và số 13 công nhau thì Vizic Nature họ vẫn sẽ là người có lợi thế hơn ở những cái tình huống tiếp theo. Và bây giờ là vị trí của 300k. Anh ta sẽ làm thế nào để xử lý cho tình huống này đây? Naui vẫn ở khu vực ngoài, bo thì vẫn đang tiếp tục đốt. Và Benpy thì không được cứu nhưng Naui đang bị bắn sàng và anh ta bị bắn đập ở vị trí của Kaido. Và ngay lập tức thì VC chờ có một tình huống KS được mạng thành công như Kaido bị confirm ở vòng bo rồi. Bên phía team Hải Phòng Legend bây giờ chạy kiểu gì đây, đã là vòng bo thứ 5, lượng đam gây ra vòng bo sẽ là rất đau. Có lẽ thì đây cũng sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía team Hải Phòng Legend. Và còn những đội tuyển có số lượng 4 team, chúng ta điểm qua thì đó Eros Gaming, Crazy Dog, Vin Signature, Magic United, V Gaming cũng như là FFQ. Vậy là Vin Signature họ quyết định đi luôn. Có lẽ là họ nghĩ là khu vực nó không còn ai nữa. Trong khi đó thì vị trí của 300k anh ta vẫn đang có mặt ở khu vực đấy, không biết là liệu có thoát được hay không. Trước mặt của Vizic Nature hình như là Infinity IQ thì phải. Vâng, họ vẫn nên cẩn thận hơn thời điểm hiện tại. Phía bên mạng phải vẫn còn các thành viên của Eros nữa. Quay trở lại với Infinity IQ, 3 thành viên đang đấp ở trong này. Vẻ như không có ai phát hiện ra rồi. Một pha đi vào check đấy từ Vizic không? Ở một diễn biến khác bản đồ thì Talenti họ đang di chuyển qua khu vực của FFQ. Sấy xe không? Chopper. Chưa quyết định chưa sấy xe. Đội hình bên phía team FFQ thì họ sẽ trung thành một cái lối chơi an toàn trong ngày thi đấu cuối này. Trong đó thì Magic lại bắt được các thành viên bên phía team Signature rồi, lại có được thêm một mạng một tình huống confirm luôn. Đó là 4 kill dành cho đội hình của bên phía team Magic United. Trong đó thì VGaming đang có những tình huống di chuyển xe. Và bây giờ thì họ quyết định chọn cho mình được khu vực high ground ở ngay cạnh các thành viên bên phía của team, đó là Talenti. Và ở đây Talenti bắt đầu di chuyển ra sau lưng ngay từ tuấn xe đánh tay yếu bóng bị knock out bởi vị trí Luca còn Nam Xin. Trong khi đó Talenti đang còn vị trí của đó là Pino bị xoáy ngược ra bởi vị trí Nam Xin. Còn gầm xe dành cho vị trí Nam Xin để hạ gục và knock out vị trí của Pino được. Đấy rồi, và đủ sát thường, knock out thành công được Pino. Bên phía của Talenti bây giờ còn chịu Luca và sáng sàng. Trong khi đó thì VGaming họ sẽ cố gắng cứu người của mình mà thôi. Chip của Vizic Nature cũng đã bị confirm bởi F1 của Eros. Vào thời điểm hiện tại thì Pino sáng sàng sẽ tư di chuyển sang để cứu người của mình. Nhưng ngay lập tức bị focus bởi FFQ. Và đó là Timber sẽ có điểm hạ gục, 2 điểm hạ gục dành cho FFQ luôn trong tình huống này. Trong đó những chiếc xe ở bên phía team FFQ họ cũng đã bắt đầu hết rồi. Chọn mình phương án chủ động đẩy lên đến từ các thành viên bên phía team FFQ. Vẫn là tình huống mà đội hình bên phía team Matrix cũng đã có được một khu vực đẹp. Và FFQ tính điểm hiện tại thì họ đã có được cho mình 2 kill. Còn Infinity IQ thì họ đang ở trong khu vực hầm. Không hiểu lý do gì mà đội hình của Infinity IQ quyết định di chuyển vào hầm. Có lẽ tình huống kéo top chăng? 7 kill dành cho Eros và đó là 6 kill dành cho Matrix. Còn VGaming tạm thời đang an toàn. VGaming thì họ vẫn chưa có bất kỳ kill nào trong trận đấu này cả. Nhưng vẫn là một trận đấu mà họ trải qua gần 25 phút thi đấu và vẫn còn đủ cho mình cả 4 thành viên. Ở một diễn biến khác thì Dicky đã phải bắt buộc phải sử dụng cho mình những tình huống hồi phục máu và di chuyển vào trong vòng bo tiếp theo. Một vòng bo lật lệch về khu vực 12 giờ. Phía bên này thì Luca, không đó là vị trí của rồng, tiếp tục bị focus bởi Dicky. Và anh ta đã bị knock rồi, Crazy Dog mất một người, tiếp tục là vị trí của Trọng bị knock xuống từ vị trí của Chopper. FFQ đang có những tình huống bắn sang vô cùng khó chịu. Faro và Triều sẽ làm thế nào để cứu được người đồng đội của mình đây? Ui, trời ơi!
Nhưng không sao, khi bên phía ở TV Gaming họ cũng đang có một cái vị trí đẹp, không có lý do gì họ đẩy ra ngoài bò bằng những đội tuyển ở ngoài bò giống như mình hết. Ngay lập tức Ben Su knock out thêm vị trí Timber, và đội hình các thành viên BVT LQ họ đang bị quay bởi đội hình BVT Gaming, và hình như là VGaming họ muốn ăn luôn LQ rồi. Còn Dicky và Minky 2K không hiểu lý do gì mà LQ họ dừng ở một cái vị trí nó xấu tới như vậy. Vâng, bây giờ thì làm thế nào để Dicky và Minky 2K thể cứu được người của mình đây? Chopper đã bị confirm với chị của Ben Su rồi. Và Timber thì khả năng cũng sẽ là được về một lối FFQ, họ chỉ còn 2 người. Và đối đầu một đội tuyển còn 4 người, đó về phía của VGaming mà thôi. Chúng ta còn lại 7 team và 24 player để có thể cứu được Timber có lẽ vẫn là hơi khó. Vâng, 7 team và 24 player còn sống. Bên phía team Eros đã di chuyển vào giữa vòng bo rồi. Trong khi đó thì Matrix họ bắt đầu di chuyển ra ngang các thành viên bên phía team VGaming. Ở đây đang là một cái vị trí mà VGaming họ có thể dễ dàng tấn công các thành viên bên phía team Matrix được, và Matrix có thể chặn đầu các thành viên bên phía team VGaming được. Trên đầu thì chỉ có mỗi thành viên bên phía Eros thôi, còn Marco còn Cao, và ngay lập tức thì Cao anh ta bị sấy knock out bởi các thành viên bên phía team VGaming và sấy nổ xe luôn. Cao nằm xuống bởi vị trí Tuấn Z, và đó là một tình huống confirm. VGaming vẫn đang kiểm soát khu vực nhà, một tình huống chủ động dừng xe ngang ra đến từ đội hình của bên phía team Matrix. Wow, Dicky bị bắn knock ở vị trí của chiều bởi bên phía Crazy Dog, ngay lập tức có mạng trả lại đến vị trí của Timber. Hai đội tuyển vẫn đang công nhau, trong khi đó thì VGaming họ vẫn đang khá là an toàn tình huống này. Marco có vẻ như sẽ muốn tham gia giao tranh cùng với chị của Ghe chăng? Họ đã mất một người trước đó, chị của Cao rồi, vẫn cần nên cẩn thận hơn. Timber knock out chị của chiều và chưa có được một tình huống confirm. Phía bên này thì liên tục trả smoke ra để có thể dọn đường bên phía của Magic. Đội hình bên phía team Crazy Dog đã bảo toàn được thêm người, và bây giờ có lẽ chiều sẽ phải nằm xuống bởi vòng bo đốt. F1 hạ gục cho mình được mạng Ghe, và Timber hạ gục cho mình được mạng Crazy Dog chồng rồng. Ngay lập tức bây giờ chúng ta đang còn 7 team và 23 player còn sống. Bây giờ Pharo chủ di chuyển lên, và ngay lập tức Pharo nằm xuống bởi vị trí của Timber. Bây giờ chiều bị vòng bo đốt rồi, đội hình AFQ đang tranh thủ để có thể di chuyển vào trong bò. Trọng cũng đã nằm xuống, và Crazy Dog hình như là chuẩn bị clear hoàn toàn vị trí Pharo, và Trọng đang bắt đầu cắn máu ngoài bò. Vâng, trong khi đó thì Timber đã chạy được sang bên phía bên kia tường rồi. Dicky sẽ được cứu ở vị trí của Minky 2K, nhưng họ vẫn cần nên cẩn thận hơn. Phía bên này thì Ghe vẫn đang bị focus bởi các thành viên của Eros chẳng. Nãy cũng đã có được tình huống knock out, nhưng may cho Ghe khi anh ta đã được cứu bởi những đồng đội của mình. Smoke ném ra là có, nhưng có vẻ như vẫn hơi khó khăn khi mà những quả smoke nó không còn nữa. Gunnermaster còn 2, FFQ còn 3, nhưng Marco tiếp tục bị bắn bởi mon của Gunnermaster. Phía bên này thì Ghe liệu có cứu được ai hay không đây? Với việc của đội hình của bên phía team Matrix họ tiếp tục kéo được cho mình những cái top cao như vậy, và bây giờ là BBQ Party. Ngay lập tức đội hình bên phía team Matrix mất đi vị trí Ghe tình huống này, và thậm chí là mất thêm cả vị trí Marco. Đó là double kill dành cho bên phía team Gunnermaster, nhưng không, Ghe có vẻ sẽ được cứu. Ngồi lại thêm quả nết được ném ra với đội tuyển nào đây, và đó là quả nết đến từ vị trí Brick à? Khó chịu thật sự, bây giờ chỉ có một mình Ghe ở đây thôi. Brick thì cũng đang có lửa che ở khu vực bên tay trái rồi, làm sao để Infinity IQ họ bắn sang. Bảo sao những quả nết, tôi cứ tưởng đó là những quả nết đến từ Gunnermaster nhưng không. Rõ ràng thì Infinity IQ họ đang muốn bắt các thành viên bên phía team Matrix rồi. Vậy là bây giờ Matrix chỉ còn một mà thôi, chắc chắn là vị trí của Brick, và rất khó để tôi có thể tiến vào vòng bo tiếp theo. Thời điểm hiện tại chúng ta còn đến 6 team. Infinity IQ vẫn đang rất khó chịu phía cánh phải, nhưng họ đang bị bắn bởi Eros, và đó là chịu Dali hạ gục được Zone. Trong khi đó thì Brick đang được cố gắng kéo top dành cho các thành viên bên phía của team Matrix United. Ở đây Dugly đã bị focus bởi vị trí Ferrari rồi, và ngay lập tức Dugly bị knock out bởi vị trí Ferrari. Vẫn đang là 6 team 17 player, phút thi đấu tới 28, và đội hình của Eros đang kiểm soát hoàn toàn khu vực vòng trong bo này. VGaming sẽ cần phải đánh lên vị trí của các thành viên bên phía team LQ. Vâng, FFQ cũng đang di chuyển vào gần khu vực bo rồi. Trong khi đó thì khu vực vòng ngoài là Gunnermaster, VGaming và Matrix. Nếu vậy thì hơi khó là có thể di chuyển vào. Infinity IQ tiếp tục bị focus bởi các đội tuyển ở khu vực ngoài bo. Họ vẫn cần nên cẩn thận hơn. Có lẽ đây là một vòng bo mà Eros họ đang là người hưởng lợi nhất. Nhưng Nana vừa bị nổ ở chữ Phước Tì, sấy nổ xe là Kenty, nhưng anh ta vẫn chưa đủ sát thương để theo với Timber. Thì này vẫn đã tìm được chữ Timber rồi. Một chấm máu nữa thôi là Timber sẽ phải nằm xuống, và Kenty quyết định anh ta sẽ đẩy phía cánh trái. Sau đây Magic đã phải dừng lại vị trí top 6. Nét được trả ra vị trí của Kenty. Đội hình bên phía của team Eros đang tấn công vào các thành viên bên phía team LQ, và VGaming đang vòng ra sau lưng các thành viên bên phía team LQ. Ngay lập tức thì vị trí của Dicky cũng đang bị bắn rồi. Ở đây VGaming họ đang cần phải chạy bò, và họ đang bắn những đội tuyển ở trong bò, và chúng ta chờ xem liệu họ công được vào thành công quốc nhà đấy không đây. Ngay lập tức thì bên phía của TV Gaming vòng bò đốt đang quá đau. Đã là vòng bò thứ 7, vẫn đang cố gắng chạy. Minky IK cho mình được mạng Alpha. Tiếp tục đó là vị trí Dicky, và nằm xuống bởi vị trí Tuấn Z rồi.
Bây giờ đang còn vị trí Minky đang cố gắng cắn máu ngoài bò, nhưng Eros đó không để cho đội hình của VGaming dễ dàng vào bò tới như vậy. EMQ dừng lại top 5 và đây Eros đang hủy diệt toàn bộ đội tuyển còn lại. Cho chờ xem Kenty cố gắng confirm luôn vị trí Tuấn Gem, chỉ còn duy nhất Nam Xin là thành viên sống cuối cùng cho bên phía VGaming thôi. Cơ hội top 1 cho bên phía VGaming đang rất mong manh ở trong mắt thi đấu này. Ôi, trong đó thì Kenty một mình anh ta quẩy hết toàn bộ một cái cánh dành cho bên phía Eros. Wow! Spam hạ một thành công, VGaming dừng lại top 4 là cơ hội để có thể có được cho mình chức vô địch tuần dành cho bên phía VGaming gần như đến đây là kết thúc khi mà Eros họ đang càn lướt quá mạnh mẽ ở trong vòng bóng cuối này. Và bây giờ đó sẽ là 3 team và 8 player còn sống. Infinity IQ bắn Gunner Master đang nằm ngoài, nhưng F1 đã bị confirm bởi vị trí Jun rồi. Bên phía team Eros họ đang còn 3 người và đó sẽ là 3 vs 2. Vâng, để xem sẽ 3 vs 2 liệu Gunner Master có thể làm gì trong tình huống này. Chia người ra để từ bên phía của Eros và Kenty đang tìm góc, anh ta bắt được vị trí của Mon và ngay lập tức anh ta sẽ bị knock out. Bây giờ có vị trí của Cap On mà thôi, 1 vs 3 làm sao để chạy đời. Vẫn là Kenty sấy khá là tốt từ vị trí của Kenty, nhưng anh ta vẫn bị knock ở chỗ Cap On, nhưng chỉ có một chấm máu mà thôi. Và top 1 dành cho bên phía của Eros Gaming. Đi rồi đâu nhỉ?